Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay mình về cái XDT13, bao gồm có một máy, một pin, một sạc, một túi sách, hàng Mỹ về và new. Em sẽ đặt thùng cho anh em xem. Và cái giá của bộ này là máy, pin, sạc, túi sách thì mới trăm, giá của nó là 3,5 triệu. Em sẽ gửi đến anh em xem. Đây, hàng Tùng, anh em tên Tùng từ Mỹ về. Đó, hàng phép nha anh em, hàng phép nè. Rồi, hàng bay về đó anh em, mình sẽ khui ra cho anh em xem. XDT13 là hàng Mỹ về. Hàng Mỹ chứ không có ở hàng ở Việt Nam đâu anh nha anh em. Thì là anh em quan tâm thì tìm hiểu là cái XDT13 là chính là hàng Mỹ về, thị trường Mỹ. Rồi, ok, nó có chứng nhận UL thì nó có cái mã QR code này. Đó. OTA này. Rồi. Thì em sẽ gửi cho anh em luôn. UL đập hộp luôn. Ok, thì một máy này nó sản xuất tháng 9 năm 2020. Mình sẽ đưa cho anh em xem. Đây, tháng 9 này, năm 2020 này, đây, năm 20. Và 3,5 triệu, một máy, một pin, một sạc nha anh em. Rồi, tiếp đến là một pin. Pin này, 3A. Pin new có niêm phong luôn và có một vòng, nó có nắp luôn nha anh em. Đây, pin 3A rất là đẹp. Pin này 2020 luôn nha anh em, tới 20 tháng 8 2020. Rồi, cho anh em xem hết luôn. Đây, một cái sạc vàng SD thì thị trường Mỹ là nó là 120V, thị trường Mỹ 120V. Rồi, cái túi sách, rồi còn cái catalog nữa, và cái móc treo, này USA only này, cái catalog XDT13 dạ vâng, và nó là sản xuất năm 2020, là tháng 9, cái máy là tháng 9 nha anh em. Và nó new 100%. Hàng Mỹ nó có chứng nhận UL và lực của nó là 175 newton, 3400 vòng trên phút. Pin là sản xuất năm 2020 và tháng 8 luôn. Rồi, cái máy em test cho anh em xem, nó là trùm về bánh to nha anh em. Nó là brushless. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.